Ngày đầu con trở lại trường, phụ huynh cuống cuồng tìm xe đưa đón. Sau ngày đầu tiên đưa con trở lại trường học trực tiếp, nhiều bậc cha mẹ đang lo lắng việc phải tìm phương tiện đưa đón con đi học. Nhiều gia đình rơi vào hoàn cảnh bế tắc, rối loạn, loay hoay tìm xe. Sau thời gian nghỉ dài vì dịch COVID-19, học sinh Hà Nội có quyết định đi học trở lại. Chị Ngọc Hằng ở Linh Đàm, Hà Nội đã liên hệ tới nhiều công ty cung cấp dịch vụ đưa đón học sinh bằng ô tô. Qua đây, chị Hằng được tư vấn rất nhiều dịch vụ tiện ích, chị Hằng cảm thấy rất yên tâm. Tuy nhiên, để sử dụng dịch vụ này, chị Hằng phải chi trả cho việc đưa đón con đi học từ 4 đến 5 triệu trên tháng. Con trai tôi học lớp 10 trường Nguyễn Tất Thành, hàng ngày phải di chuyển từ Linh Đàm đến trường khoảng 12 đến 15 km. Nếu tính theo giá cước của các công ty như vậy thì kinh tế gia đình khó mà kham nổi, chị Hằng bận tâm. Cùng chung cảnh ngộ với chị Hằng, chị Hoa ở Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội có con học lớp 11 trường Trung học Phổ thông Kim Liên. Khoảng cách di chuyển từ nhà đến trường cũng khoảng 10 km. Chị Hoa kể, thời điểm Hà Nội chưa giãn cách xã hội, hàng ngày, chị thường gọi Grab để đưa đón con đi học. Ngày nào có thể về sớm, chị tranh thủ đi đón con cho đỡ chi phí. Tính sơ quá hàng tháng, chị chỉ mất vài trăm nghìn cho việc đưa con đi học. Việc đưa đón con trong thời gian Hà Nội cho học sinh trở lại trường. Nếu sử dụng dịch vụ GrabCar thì chi phí đưa đón con của chị Hoa có thể phải đội lên hàng triệu đồng mỗi tháng. Chị Hoa cho biết thêm, ngoài tìm hiểu các dịch vụ đưa đón con thông qua các công ty chuyên phục vụ vận tải trong nội thành, chị cũng tham gia vào nhiều diễn đàn tìm kiếm dịch vụ xe cá nhân từ 5 đến 7 chỗ. Tuy nhiên, các tài xế chỉ nhận những cung đường thuận với di chuyển của họ, còn nếu may mắn tìm được thì giá cũng không hề rẻ. Theo chia sẻ của anh Nguyễn Văn Hoàng, một tài xế chuyên nhận đưa đón học sinh đến trường, những năm trở lại đây, việc đưa đón con đi học ở Hà Nội là nỗi bận tâm của nhiều cha mẹ học sinh. Nhiều phụ huynh quá bận rộn đến công việc, đặc biệt giờ học của các con thường sát với giờ làm việc của phụ huynh. Lịch trình hàng ngày của phụ huynh là sau khi đưa con đến trường xong rồi quay lại nơi làm việc, chiều đến về sớm quay ra trường đón con. Liên tục trong nhiều ngày như vậy sẽ rất vất vả cho phụ huynh và các con, anh Hoàng cho biết. Sau khi tìm hiểu về nhu cầu cho việc đi lại của học sinh, anh Hoàng rủ thêm một số tài xế khác thành lập một đội gồm 5 xe chuyên nhận đưa đón học sinh đi học có thể giải quyết được yêu cầu cần thiết của phụ huynh. Ngoài việc đưa đón học sinh trong thời gian từ 7 giờ đến 9 giờ sáng, chiều đón học sinh từ 16 giờ đến 18 giờ, các xe của đội còn phải chạy dịch vụ khác. Do đó, khi đến giờ đưa đón học sinh, xe nào trống khách thì được cử đi đón, anh Hoàng chia sẻ thêm, ghép chuyến, giảm chi phí. Để giảm chi phí cho việc đưa đón con đi học bằng ô tô, nhiều phụ huynh tham gia vào các diễn đàn trên Internet, tìm kiếm các phụ huynh có con đi học cùng cung đường đến trường để cùng chia sẻ phí cước vận chuyển. Ngay sau khi tìm được một tài xế ưng ý, theo chị Hằng, hàng tháng, chị phải chi trả cho việc đưa đón con đi học lên đến hàng triệu đồng mỗi tháng. Do một mình không thể kham nổi chi phí đó, chị Hằng đã lên mạng đăng tin mời ghép chuyến cho cung đường đến trường của con mình. Tuy nhiên, việc tìm được một tài xế phù hợp đã khó, nay tìm người ghép chuyến cũng khó không hề kém. Nghe báo chí đưa tin, sau Tết Nguyên Đán, Hà Nội cho học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 trở lại trường. Nghe tin vậy, trước Tết một tuần, hai vợ chồng nghĩ ngay đến phương án chọn phương tiện nào để đưa con đi học. Sau khi quyết định phương án thuê xe cá nhân, nhưng để tìm một số học sinh đi cùng chuyến lại trở nên vô cùng khó, chị Hằng chia sẻ. Một tài xế tên Ngô Huy chia sẻ, ngay đầu năm mới, anh nhận được nhiều cuộc điện thoại từ phụ huynh muốn nhờ anh đưa đón con đi học sau ngày mùng 7 tháng 2, song hai bên đều không đi đến một tiếng nói chung về chi phí vận chuyển. Đa số chỉ thuê chở trong phạm vi dưới 5 km mà khoảng cách đó mình không nhận chạy, do tiền công không đáng là bao, thời gian thì gò bó. Còn cung đường trên 10 km phụ huynh không chịu được chi phí vì không gom được thêm người đi cùng nên cũng đành từ chối. Anh Huy cho hay, sau nhiều lần loay hoay tìm người ghép chuyến, chị Minh ở Cầu Giấy, Hà Nội liên hệ đến một số công ty vận tải. Họ đảm bảo ghép từ 16 đến 20 học sinh cho mỗi chuyến. Tuy phù hợp với giá thành nhưng chị Minh vẫn không hài lòng. Để đảm bảo con đến trường đúng giờ thì mỗi sáng con phải dậy từ rất sớm để ra xe, đến chiều tan học, con phải chờ xe ở cổng trường, như vậy, con sẽ về đến nhà rất muộn. Hơn thế, tài xế có thể di chuyển rất nhanh để kịp giờ học, như vậy rất nguy hiểm cho các con, chị Minh phân tích.